Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc Merida, một thương hiệu Merida rất là quen thuộc các bác rồi. Trước đây em đã từng về chiếc Merida Ride 903 khá là đẹp. Nhưng hôm nay một dòng xe cao cấp hơn là Merida 904 cực mới các bác nhé. Em đánh giá là hình thức xe này phải trên 95%. Và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá ngay tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, và như em nói ở đầu video thì hình thức chiếc xe rất là mới. Đây là màu tím than, sơn tím than đây, sơn bóng pha với màu xanh, chứ Merida rất là nổi. Có thể thấy hầu như không một vết xước vào xe cả. Em sẽ lướt nhanh qua. Đây là website của xe Merida.com. Màu xanh rất là đẹp. Rất hiếm khi nào về em nhà em về một chiếc xe mới như này. Đây là càng của Merida luôn. Tất cả đều nguyên bản. Và size xe là size 48. Từ 1m62 đến 1m72 các bác có thể đi vừa chiếc xe này. Size 48 các bác nhé. Cọc yên Merida. Yên Merida. Tất cả đều nguyên bản. Yên thì rất là mới. Chiếc xe này chủ trước ít đi các bạn. Yên màu phối rất là đẹp. Đây hình thức lốp. Lốp thì không còn gì bàn cãi, cũng rất là mới thôi. Đây là vết bẩn. Em chưa đánh rửa qua xe này. Đuôi đĩa 2 tầng của Shimano. Xích và lít thì còn rất là mới đấy. Rất là bóng đúng không? Dây cuốn rất là êm tay. Dây cuốn nguyên bản của xe đây. Đây là vết xước ở dây cuốn. Chắc là do nhiệt. Đây những vết bẩn các bác nhé, không phải do xước đâu. Trước khi gửi em lấy sim đánh là hết. Cọc yên ghi đâu một Merida nguyên bản. Sử dụng bộ tay lắp Shimano Sora. Bên này 9 tầng, bên này 2 tầng. Rất là mới. Phanh 3 mảnh Shimano Sora đồng bộ. Bộ vành cặp của Merida luôn. Bây giờ sẽ quay thông số lốp các bác. 700 × 23C. Vâng, và xe sử dụng cấu hình phủ đề Shimano Sora. Cấu hình 2, 4, 9, 9 tầng lip và 2 tầng đĩa cho xe 18 tốc độ. Và bây giờ em sẽ test chuyển động của xe. Lên lip. Chuyển động khá rất là tốt. Sử dụng bộ chuyển động full Shimano của Nhật. Xuống lít rất là trơn tru. Rồi giờ sang bên đĩa. Xuống đĩa. Bên này sử dụng bộ gạt đĩa Sora, Shimano Sora. Lên đĩa. Ok. Động rất là trơn tru, rất là tốt các bác nhé.
Merida Rai 904. Đây là mã PA của hãng. Xem bên dưới. Đây là một cái mã gì đó của Merida. Tem chống hàng giả. Đùi đĩa có ký hiệu của Shimano. Vâng, và chiếc xe Mirai 904 đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá là 9 triệu rưỡi, miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 để được xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Xin chào và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Ngoài ra bên em còn bán những đồng hồ về Nhật, Nga và Thụy Sĩ. Các bác hãy lên YouTube và tìm kênh Kiên Đồ Cũ để xem những mẫu đồng hồ bên em. Xin chào các bác đã theo dõi video.